Rồi chào các bác nha. Hôm nay bên em lại lên một các bác một con Kubota M155 này. Con này cái từ lực tiêu 100% nhá. Lái rất là nhẹ. Lốp trước là còn mới con luôn này. Lốp Piro 9520. M155. Sau này là 14928 này. Cũng Piro luôn. Râu còn nguyên hết này. Rồi các bác, mâm còn đẹp này. Mâm này thì bên em đã qua sơn lại rồi này. Con này được cái là số cơ bét cơ hết nhá. Ở đây là nó có cái cổng chờ này, cổng chờ thể lực này, cổng chờ này để chỉnh cái tinh nghiêng hoặc là bên này là bọn em bít dài này, rất là xài đấy này, bên của nó là bên cơ nhá. Đốt còn đẹp, con này thì mái che đây chứ không có cabin đâu nhá các bác, vừa bỏ thứ khô ra sạch sẽ hết nhá. Nguyên 4 quả lốp về không là mấy chục triệu bạc. Đây, theo nhu cầu của anh Hải Dương, anh hỏi xem thì con này là số cơ hay là số đất. Đây là cần tới nuôi nhá. Đây là cần tầng này, tầng của nó, tầng L và tầng H này. Đây là BOT của nó có hai số này. Yên thì nó xài cái yên rin của nó là yên nhún nhá. Yên này ngồi êm lắm. Còn đây là ben của nó là ben cơ này. Còn mấy cái này là chỉ yên dây này. Đây là cái gai tay, số đồ của nó đây. Bên này là tới lui, tới lui đầu. Nó có gồm có 4, 5 số này. Số nó còn tới lui một bên. Đồng hồ thì báo dầu có nhiệt độ vẫn còn hết nha. Con này bên em vừa mới dọn xong luôn này. Đây là cái bình dầu nhá, hàng Kubota này, cái bình dầu nó nằm ở đây. Tài hai bơm, một bơm đây là bơm thử lực này. Đây là bơm lái cho lực nhá. Máy móc của nó đây. Máy này nó còn sơn zin của nó luôn này. Đây là cái bơm dầu điện. Đời này thì nó xài heo ngang, heo đất kim thôi các. Bốn máy này. Xin lỗi các bác nhá, cái dòng này thì M155, M1 cho M1 thì nó chỉ 3 máy nhá, 3 máy lớn. Đây là bình mới thôi nhá. Dòng này nó xài trợ lực 100%. Đây nó có cái đường bốt lái nó đi ra này. Có một cái bốt ở đây. Đây là bộ chia của nó nhá. Nó chia ra nó xuống đi được lực này. Đây. Ba máy nhá, vừa 155 là ba máy. Chia mô còn rất là đẹp. Xài phu ra đôi này. Sơn máy còn riêng hết này. Đây. Chưa có tí hơi thừa là luôn này. Đây, các bác có thấy nó không? Bầu phớt là khô ráo hết. Hai nắp phong hai bên là còn đầy đủ hết nha các bác. Con này em xin công khai giá luôn là 137 triệu nhá.
Bác nào thiện chí thì alo trực tiếp cho em nhé. Số điện thoại ở xe để phần mô tả nhé. Rồi, cho em xin kết thúc video đây. Bác nào xem video chưa đăng ký kênh thì cho em xin một lượt đăng ký nhé. Hẹn gặp lại các bác ở các video lần sau. Em sẽ quay những xe lớn hết, xe lớn và xe nhỏ trong bãi hết tất cả nhé. Rồi, chào các bác.